là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn. Đây là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn kỳ 63 năm 2023. Trung tâm văn Quá thể thao du lịch và truyền thanh quyền vừa phối hợp phòng giáo dục và đào tạo quyền tổ chức hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện đề án giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam lần thứ 13 năm 2023. Hội thi năm nay có hơn 350 họa sĩ nhí từ mẫu giáo đến lớp 9 của các trường trung học trên địa bàn quyền Thội Sơn được chia làm 3 nhóm. Nhóm A từ mẫu giáo đến lớp 2, nhóm B từ lớp 3 đến lớp 5, nhóm C từ lớp 6 đến lớp 9 cùng tham gia tranh tài. Trong thời gian 180 phút, mỗi thí sinh vẽ một bức tranh trên giấy A3 bằng các chất liệu màu bột, màu nước, màu sáp, xé dán giấy, cắt dán với chủ đề sắc màu tuổi thơ. Tác phẩm dự thi thể hiện góc nhìn đa dạng về cuộc sống qua sự sáng tạo và năng khiếu của các em thiếu nhi, bày tỏ những suy nghĩ tình cảm của mình về quê hương đất nước, gia đình, trường lớp, thầy cô, bạn bè, mọi người xung quanh. Không có gián nạn bạo lực và xâm hại trẻ em, phản ánh về gương người tốt, việc tốt, những hành vi tích cực về văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông, bảo vệ môi trường, thể hiện những phong cảnh đẹp, những nét văn hóa tiêu biểu của quê hương An Giang mà các em muốn giới thiệu đến du khách. Qua chấm chọn, ban tổ chức đã trao tổng cộng 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và cùng 30 giải khuyến khích dành cho mỗi nhóm tuổi, sau đó sẽ được gửi về tham dự dòng chung kết cấp tỉnh. Đảng ủy xã Mỹ Phú Đông tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023, Đồng chí Trần Giang Thơm, Bí thư Đảng ủy xã chủ trì hội nghị. Trong những tháng đầu năm 2023, Đảng ủy xã Mỹ Phú Đông đã tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đạt nhiều kết quả thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đến nay đạt 18 trên 19 tiêu chí, 55 trên 57 chỉ tiêu bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 đến nay đạt 12 trên 19 tiêu chí, 58 trên 75 chỉ tiêu thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,96%. 96%. Các trường duy trì công tác dạy và học, vận động quỹ cây mùa xuân được 190 triệu đồng, tổ chức 3 buổi diễn đàn cấp ủy chính quyền công an đối thoại với nhân dân, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân và gói bánh tét tặng cho gia đình chính sách hộ khó khăn với tổng số tiền 18 triệu đồng triển khai học tập và thực hiện chuyên đề năm 2023 về xây dựng văn hóa con người An Giang theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có 129 đảng viên và quân chúng chưa là đảng viên tham dự giao năm trên năm thanh niên đạt 100% chỉ tiêu tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Trần Văn Thơm bí thư đảng ủy xã yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường công tác thu các phản nhân dân tự nguyện đóng góp tuyên truyền vận động nông dân xuống giống theo lịch thời vụ phòng chống dịch bệnh và phòng chống cháy nổ, duy trì sĩ số và thực hiện công tác dạy và học, hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo hai bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ chủ mô hình đăng ký thực hiện mô hình công nghệ cao, thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường và chăm sóc tuyến đường qua, thực hiện có hiệu quả công tác dân dận, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Khánh tổ chức họp mặt liên quan gia đình hạnh phúc tiêu biểu lần thứ hai năm 2023 đến dự có ông Nguyễn Tri Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Vĩnh Khánh, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và 8 gia đình tiêu biểu. Những năm qua, công tác gia đình luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chú trọng biểu dương, khen thưởng tôn vinh, nhân rộng những gia đình hạnh phúc tiêu biểu đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tạo khí thế thi đua phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương, kiện toàn và đẩy mạnh phát triển các địa chỉ tin cậy cũng như mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Tại buổi họp mặt, các gia đình được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về các kiến thức kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, vai trò của người phụ nữ trong gia đình Việt Nam và những kinh nghiệm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, xây dựng gia đình năm không ba sạch. Dịp này. Ủy ban dân xã Vĩnh Khánh đã biểu dương khen thưởng cho 8 gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2023. Công đoàn cơ sở xã Vĩnh Phú giờ tổ chức đại hội công đoàn cơ sở lần lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có ông Nguyễn Thành Trước, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quyền Thoại Sơn, thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn xã nhiệm kỳ 2018-2023. Ban chấp hành công đoàn xã Vĩnh Phú đã thường xuyên quan tâm đến công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động thông qua các ngày lễ Tết, thăm hỏi đoàn viên khi gặp khó khăn đau Ốm với tổng số tiền trên 137 triệu đồng. Hàng năm công đoàn xã đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên công đoàn. Nội dung thi đua tập trung vào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào giỏi diệt nước, đảm diệt nhà, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào văn hóa thể thao. Ngoài ra ban chấp hành công đoàn còn thường xuyên chú trọng việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đại hội đã bỏ phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở xã nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ông Lê Quốc Thắng tái đắc cử chủ tịch công đoàn cơ sở xã Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm chủ động phòng chống và hạn chế khả năng bùng phát bệnh sốt xuất huyết, ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người các xã thị Trắng ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng đợt 1 năm 2023. Trong chiến dịch này, xã Vĩnh Trạch thành lập 9 nhóm với 45 thành viên, xã Vĩnh Chánh thành lập 10 nhóm với 40 thành viên gồm cán bộ trạm y tế các cộng tác viên đoàn thể công an quân sự đến các hộ gia đình trên địa bàn ấp trung bình nhất và ấp tây bình a tuyên truyền dạng động hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết tại các hộ gia đình tư vấn phát tờ rơi phổ biến kiến thức về bệnh do virus zika và sốt xuất huyết hướng dẫn và thực hành cách phòng chống dịch cho các hộ gia đình Tại thị trấn Phú Hòa, các lực lượng tham gia đã đến từng hộ gia đình trong toàn khóm Phú Hữu, phát tờ bớm, dẫn động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cò rửa lưu khạp và trực tiếp đổ bỏ các vật dụng phế thải chứa nước xung quanh nhà để diệt lăng quăng, ngăn chặn sự sinh sản của mũi dằn. Đảng ủy xã Tây Phú tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết đảng ủy quý 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 4 và quý 2 năm 2023. Ông Quỳnh Công Trường, Thường vụ ủy ủy, trưởng ban tiên giáo ủy ủy Thoại Sơn đã đến dự. Trong quý 1 năm 2023, tình hình kinh tế xã hội xã Tây Phú có bước phát triển, đã phát triển mới 3 cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức 105 cuộc tuần tra kiểm soát, phát hiện 120 trường hợp vi phạm luật giao thông, tổng thu ngân sách trong quý một đạt 1 đạt 2,1 tỷ đồng, đạt 28,19% dự toán. Xã Tây Phú cũng đã tổ chức đưa 5 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu quyền giao. Tại hội nghị sơ kết, các đồng chí cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, tìm giải pháp cho những khó khăn tồn động trong thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Quỳnh Công Trường, Thường vụ ủy ủy, trưởng ban tuyên giáo ủy ủy Thoại Sơn đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân và các ngành toàn thể cần tăng cường hơn nữa, công tác nắm bắt dư luận xã hội, bám sát tình hình thực tế tại địa phương để giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, nhất là các ý kiến kiến nghị liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân, cũng như tham gia tốt công tác thu các phản nhân dân đóng góp, tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ cây trồng, vật nuôi, phòng chống tốt các loại dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là bệnh sốt xuất số huyết đang có chiều hướng bùng phát trở lại trên địa bàn quyền. quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm văn hóa thể thao du lịch và truyền thanh thoại Sơn chuyên mục gì an ninh tổ quốc chuyên mục gì an ninh tổ quốc thưa quý vị và các bạn, giam quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, là một bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, tổ chức và lãnh đạo. Phóng viên Kim Cương thực hiện nội dung quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng giam quân tự vệ An Giang qua các thời kỳ sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, là một bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, tổ chức và lãnh đạo. Ngày 28 tháng 3 năm 1935, tại Macau, Trung Quốc, đại hội lần thứ nhất của đảng ta đã ra nghị quyết về đội tự vệ với sự lãnh đạo của đảng, các đội tự vệ công nông mang tính chất là các tổ chức vũ trang quần chúng đã ra đời và là mầm móng đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân, được đảng, nhà nước và nhân dân chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện. Lực lượng dân quân tự vệ đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, tổ chức biên chế và trang bị, góp phần không nhỏ vào cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc. Từ đó, ngày 28 tháng 3 hàng năm trở thành ngày truyền thống của dân quân tự vệ và đã được quy định trong Pháp lệnh dân quân tự vệ năm 2004, Luật dân quân tự vệ năm 2009 và Luật dân quân tự vệ năm 2019. Quá trình hình thành và phát triển Cuối năm 1946, lực lượng dân quân tự vệ trong tỉnh được về quốc đoàn diều dắt và giúp đỡ xây dựng bình quân mọi xã có từ một tiểu đội đến một trung đội, trang bị tuy còn thô sơ nhưng đã đứng vững trên địa bàn. Ngoài số vũ khí thu được của địch để tự trang bị, tỉnh còn xây dựng được cơ sở ở vùng biên giới, móc nối với kỳ bào nông bên, góp tiền để mua vũ khí đưa về nước. Quá trình chiến đấu và xây dựng đến năm 1948, tỉnh Long Châu Hậu đã có 372 tiểu đội du kích, đặc biệt là đã xây dựng được 209 tiểu đội dân quân du kích trong vùng đồng bào Khmer, nhờ bộ đội chủ lực giúp đỡ, tỉnh mở được 3 lớp huấn luyện, đào tạo được 108 cán bộ dân quân và ủy viên dân quân phụ trách cấp xã theo chỉ thị của Phòng Dân quân Nam Bộ về cải cách hệ thống dân quân cuối năm 1948, tỉnh thành lập tỉnh đội dân quân, đồng chí Từ Tích được giao nhiệm vụ tỉnh đội trưởng, đồng chí Võ Hiệp Thành, chính trị viên, đồng chí Trần Hữu Nghị làm tỉnh đội phó. Theo chủ trương của tỉnh ủy, đầu năm 1950, trung đội dân quân tập trung của huyện Châu Phú phát triển thành đại đội bộ đội địa phương, với quân số 150 đội viên, biên chế 4 trung đội, đồng thời tạo thế mạnh cho lực lượng vũ trang địa phương hoạt động có hiệu quả cao hơn, tỉnh đã tổ chức các đơn vị dân quân liên xã, mỗi xã thành một trung đội dân quân thoát ly, trang bị tương đối khá để đủ sức hoạt động. Ngoài ra ta còn tổ chức được nhiều đội dân quân nội ứng, có cả nam lẫn nữ để phục vụ cho việc đánh địch ở vùng lấn chiếm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi có nghị quyết 15 của Đảng, tỉnh đảng bộ An Giang đã nhanh chóng chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ điều khắp trong tỉnh ở giai đoạn chiến tranh chiến lược của Mỹ Ngụy. Dân quân du kích An Giang chịu đựng muôn vàng khó khăn gian khổ và thiếu thốn mọi mặt nhưng dặn lớn mạnh không ngừng, luôn giữ vững bám đất, bám dân để chiến đấu với địch. Đặc biệt trong cuộc bình định, kẻ thù đánh phá ác liệt nhằm tách dân ra khỏi lực lượng cách mạng. Chúng dùng đủ loại bom đánh phá địa hình, dùng chất độc, máy ủi hồng phá các căn cứ lõm của dân quân tự vệ. Nhưng dân quân tự vệ An Giang đã biết dựa vào dân, được đồng bào dân tộc yêu thương đùm bọc, dựa vào thế trận xã, ấp chiến đấu, vừa sản xuất vũ khí thô sơ, vừa chiến đấu giữ dựng căn cứ, góp phần đánh bại mọi âm mưu bình định của Mỹ Ngụy. Những năm kháng chiến chống Mỹ, dân quân du kích An Giang phát triển không ngừng, vừa trưởng thành trong chiến đấu, vừa là nguồn bổ sung cho bộ đội địa phương quyện, bộ đội địa phương tỉnh và có lúc cả cho bộ đội chủ lực. Càng về cuối cuộc kháng chiến, phong trào chiến tranh du kích trong tỉnh phát triển lên đến đỉnh cao, góp phần cùng bộ đội địa phương tỉnh quyện đánh địch khắp cả ba dùng bằng ba mũi giáp công, đồng thời luôn giữ vững hành lang chiến lược của trên. Trong cuộc chiến tranh ở biên giới tây nam lực lượng dân quân tự vệ đã trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt tham gia chiến đấu rất dũng cảm để bảo vệ từng đất đất của quê hương và tính mạng tài sản của nhân dân nhiều trận đánh phản kích ở các chốt chiến đấu đẩy lùi hàng tiểu đoàn địch tiêu diệt nhiều tên thu giữ nhiều vũ khí nhiều gương chiến đấu xuất sắc nổi lên trong mỗi trận đánh nhiều dân quân trở thành cán bộ tốt của lực lượng thường trực hàng chục cây số hàng rào giới hàng dạng mũi trong, hàng dạng bàn trong làm bãi chướng ngại tạo nên thế trận hiểm hóc, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của toàn quân toàn dân ta. Những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thực dân Pháp xâm lược, lực lượng dân quân tự vệ càng tỏ ra lòng trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với đảng quan dinh. Từ những ngày đầu cuộc kháng chiến, với lực lượng nhỏ bé, của lực lượng dân quân tự vệ đã bảo vệ quần chúng đấu tranh trực diện với địch ở khắp nơi, đòi quyền dân sinh dân chủ, đòi hiệp thương, tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Đế quốc Mỹ và tay sai đã mở rộng chiến tranh thẳng tay đàn áp quần chúng khắp nơi. Dưới ánh sáng nghị quyết 15 của Đảng, lực lượng dân quân tự vệ trong tỉnh đã phát triển nhanh chóng, đáp ứng cuộc đấu tranh vũ trang của Đảng. Các đội du kích xã dũng cảm cướp súng địch để trang bị cho mình bằng các loại vũ khí tự tạo đã hỗ trợ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh quần chúng, làm tốt công tác, binh địch dặn, liên tục tiến công địch khắp nơi, bổ sung nhiều lực lượng cho bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực, đánh bại nhiều cuộc càng quét của địch. Tiến công vào các đồn địch làm thất bại âm mưu chiến lược, chiến tranh của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh bằng nhiều hình thức chiến thuật và các loại vũ khí khác nhau đã tham gia chiến đấu 3.333 trận đánh lớn nhỏ, diệt 7.655 tên địch, làm bị thương 548 tên, bắt sống 10.106 tên, thu 1.795 súng các loại, phá hủy và bắn cháy 5 xe M113, 4 xe quân sự, bắn rơi một máy bay ném bom, và bắn chìm 7 tàu chiến. Đồng thời lãnh đạo quần chúng đấu tranh liên tục với quân địch, làm tốt công tác binh địch dặn, làm rã nhiều đơn vị địch. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nước, cũng như cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ tổ quốc, lực lượng dân quân tự vệ trong tỉnh càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Cùng với bộ đội tỉnh, quyền, lực lượng dân quân tự vệ đã góp công rất lớn vào việc bảo vệ an ninh ấp, xã và tri quét tàn quân địch giữ vững ổn định địa bàn, đem lại sự bình yên cho sớm làng. Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ, chúng ta hãy hưởng ứng, tưởng nhớ đến công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương, chúng ta rất đội tự hào với truyền thống chiến đấu dễ dàng của lực lượng dân quân tự vệ An Giang qua các thời kỳ nguyện xứng đáng với cha anh đi trước, tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của lực lượng dân quân tự vệ cả nước nói chung và dân quân tự vệ tỉnh nhà nói riêng. Thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cùng với các lực lượng khác góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, xứng đáng với lời bác hồ khen tặng, dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của tổ quốc. trình phát thanh online do Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.